em không nhận được thông báo khi có video mới. Thôi xem trễ rồi, chán ghê, sao lại không có thông báo. Xem trễ rồi, em xin lỗi anh, em xem trễ rồi, hu hu, xem trễ mất tiêu rồi, xem trễ. Làm cách nào để các bạn có thể nhận được thông báo và vào xem video của mình một cách sớm nhất khi mà mình ra video mới? Rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần click vào chữ đăng ký ở kế bên đây. Click vào thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện ra dòng chữ đã đăng ký. Và các bạn sẽ thấy ở bên cạnh, phía bên phải của chúng ta sẽ hiện ra một cái chuông. Các bạn chỉ cần click vào cái chuông, nó sẽ ra ký hiệu là cái chuông đang rung lên. Có nghĩa là khi mình ra video mới, các bạn sẽ nhận được ngay lập tức. Và như vậy các bạn đã thành công. Khi mình ra video mới, các bạn sẽ nhận được thông báo và các bạn sẽ là một trong những người xem video của mình sớm nhất. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye. Chúc mọi người thành công.